Hello, hôm nay anh đi cái xe này để trải nghiệm cho anh em xem là cái xe này thật sự nó đi như nào. Anh em đã xem chắc nhiều video rồi, nhưng mà tôi cũng muốn có một cái góc nhìn POV để có thể là anh em trải nghiệm được cái cảm giác vận hành của nó. Rồi đi một vòng, thực ra đây là một cái xe rất là bé, cái trục cơ sở 1m9 và bàn kính đuôi vòng 4m2, bé hơn rất nhiều so với những cái xe hạng A. Và đồng thời thì cái thiết kế nó cũng hộp, nó rất là gọn gàng đó. Tuy nhiên thì về cảm giác ở trong không gian của nó thì không phải là chật chội lắm đấy. Thì chắc là đấy, đi một vòng để anh em xem cái thiết kế của nó. Nó cũng là một cái thiết kế trông rất là yêu đó. Vành 14. Trong không gian nội thất này thì nó không có gì nhiều, rất là rộng và có nhiều chỗ để đồ, khoang để đồ vân vân. Và ở đằng trước này thì cũng có một cái màn hình nhỏ, có cả trên này là camera lùi các thứ luôn. Về cơ bản thì nó cũng là một cái khoang nhỏ thôi, không có gì đáng chú ý cả. Anh em chỉ cần xem một vòng như thế chắc là đủ rồi. Còn quan trọng là đây là cổng sạc của nó này. Đấy. Còn quan trọng là cái điều quan trọng chắc là anh em sẽ muốn biết là nó chạy như thế nào, thì video này mình sẽ trải nghiệm chạy nó. Về cơ bản thì đây là một cái xe rất là nhỏ gọn. Anh em đi ở trong phố với cái xe này thì giống như là đi với cái xe ở trong sân golf ấy. Thì với một cái chiếc xe nhỏ như thế này thì có lẽ là đánh giá hay là trải nghiệm về cảm giác lái giống như một chiếc xe bình thường thì có lẽ là nó cũng hơi kỳ quặc. Nó có một cái form xe theo cái kiểu Keika, cái xe Nhật Bản. Nhưng mà quan trọng là nó rất là bé, và đồng thời thì cái tầm quan sát của nó thì về cơ bản thì mình cũng đang cảm nhận ở đây là nó khá thoáng. Khi mà chúng ta được đặt ở một cái vị trí ngồi cao, cái kính này được đặt dựng và cái gương cũng được đặt với một cái chiều cao phù hợp. Phần điểm mù ở đây thì thực ra là nó cũng sẽ hơi lớn một chút, nhưng mà nhà sản xuất họ cũng đã khéo léo để mở nó ra đó. Và cái đầu xe của nó thì không quá dài, thế nên là về cơ bản chúng ta sẽ có một cái tầm quan sát đủ thoáng ở trong trong xe so với nhiều những cái chiếc xe khác. Bên cạnh đó ấy, thì nó còn có một cái cảm giác nữa là bởi vì đây là một cái chiếc xe điện, thế nên là chúng ta có một cái độ lanh khi mà đi ở trong đô thị, vừa nhỏ mà lại còn đạp nó có một cái moment xoắn khá là thích thôi. Thật ra thì cái xe này nó không phải quá mạnh đâu, nhưng mà với cái moment xoắn của cái xe điện ấy thì chúng ta sẽ vẫn có những cái cú là đạp ga thì nó sẽ tăng tốc này. Đấy, như này. Đấy, chẳng hạn như thế này chẳng hạn. Đấy, thì nó tạo ra cho chúng ta một cái độ gọi là đâu đó có một cái sự thoải mái nhất định khi mà đi ở trong phố. Đấy, cần thì có thể là luồn lách và liền vào chỗ trống như này chẳng hạn. Đấy, rất là nhanh gọn và dễ dàng. Chúng ta có thể là nhiều khi là nếu đi những cái chiếc xe khác ấy, thì mình cũng sẽ không rất là ngại lách như quả như vừa rồi. Đấy, thế nhưng mà cái tầm quan sát thoáng cộng với một cái ngoại hình nhỏ và một cái khối động cơ của motor điện, nó tạo cho chúng ta cái cảm giác như vậy. Một điểm mà có lẽ là chúng ta sẽ cần phải làm quen với chiếc xe này đó chính là cái phần vô lăng của nó. Cái vô lăng của nó thì phải nói là khá là nhẹ và tạo cho chúng ta một cái mức độ hơi thiếu tự tin một chút. Thực tế thì mình nghĩ rằng là không nên đánh giá dựa trên tham chiếu những cái xe gọi là xe ô tô bình thường. Nhưng mà với một cái vô lăng như thế này thì nếu như chúng ta hay chạy xe ô tô thì sẽ có một cái cảm giác là nó hơi quá nhẹ về cái mức độ truyền đạt cũng như là cái khả năng phản hồi, cái mong muốn của người lái nó cũng không phải là tốt. Thế nên là cần phải làm quen và cũng không nên vận hành theo kiểu là quá là gắt với chiếc xe này. Bởi vì là nếu như mà chúng ta vận hành gắt như vậy thì sẽ rất là khó để kiểm soát. Đấy, còi này. Nghe cũng khá là đau đầu đấy. Khi mà đi chiếc xe này thì mình sẽ demo cho anh em một vài cái tình huống mà anh em sẽ dễ gặp và sẽ có một cái trải nghiệm khác biệt với chiếc xe này. Là ví dụ chúng ta phải đi vào một cái đường ngõ ngách như này chẳng hạn. Ô tô thì vẫn đi vào được thôi, nhưng mà nếu như mình đi thì mình sẽ rất là ngại đúng không? Rồi tôi sẽ đi đường nhỏ này. Đó. Vô lăng này nếu mà đi từ tốn thì nhẹ này cũng là một điểm cộng, vì nó sẽ không quá là mỏi khi mà có những cái cú đánh lái hay là lắc lái gì đó. Đấy. Hoàn toàn rất là thoải mái khi mà đi giữa cái phố đông như này. Giả định trong trường hợp là chúng ta cần phải rẽ vào chợ chẳng hạn. Nào, thử rẽ vào chợ xem.
Đó, thì đây ví dụ đây là một cái chợ này, cần phải mua đồ các thứ đúng không? Thì đấy, có thể là phi vào luồn lách khá là tốt. Và giả định là chúng ta cần phải quay đầu ở đây thì sao? Giữa một cái ngõ nhỏ như này rất đơn giản thôi. Như khéo ra có khi chỉ cần một đỏ. Ta vẫn sẽ có camera lùi ở phía sau. Camera lùi này thì kích thước cũng khá lớn. Thì mặc dù không có cái phần màn hình giải trí ở giữa, nhưng mà với cái camera lùi như này thì sẽ đảm bảo là chúng ta đi ở trong phố rất là ổn, đúng không? Và nó rất là lanh. Thế nên là đây là một cái trải nghiệm mà nó không giống với những cái xe ô tô bình thường. Tiếp này, giờ thử chui được cái ngõ kia xem. Cứ đi thôi, đây thì là cứ đi theo đâu ấy thì lại chui vào, chui ra. Okay. Cái ngõ này thì ô tô chui sao được. Đấy, vẫn có thể chui vào được này. Ngõ chắc là làm xe thì chẳng mấy khi mà lại đi test một cái xe ở trong cái điều kiện như này. Chưa? Đấy, chúng ta có những cái cú như này. Nếu là ô tô thì chắc là ngoài. Về độ ồn, cách âm rồi mọi thứ thì mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta chỉ di chuyển trong khoảng 40-60 km/h thì ồn. Như là chúng ta di chuyển ở trong đô thị và cái kiểu cách di chuyển mà nó từ tốn, hoặc là cùng lắm là những cái pha tăng tốc quãng ngắn thì nó hoàn toàn bình thường. Nó không tạo ra một cái sự khác biệt gì quá lớn, cộng với việc là nó có một cái sự tự tin để chúng ta có thể di chuyển đô thị. Thế còn anh em đừng kỳ vọng là mình sẽ đánh giá hay là sẽ chia sẻ vì review sâu về chiếc xe này nhá. Bởi vì thực ra là nó sẽ rất là khó có một cái tham chiếu gì đó. Bởi vì mọi cái tham chiếu về xe ô tô thông thường ấy thì nó cũng sẽ đều không so sánh được với chiếc xe này đâu. Nên chỉ có là chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất lạ. Đấy, chưa bao giờ có cái cảm giác này trong cuộc đời. Giờ sẽ thử chạy ở đây xem. Sâu chân nhưng mà nó cũng sẽ tăng tốc chậm thôi. Nên là cái tăng tốc quãng dài của nó thì không phải là quá ấn tượng. Nhưng mà nó chỉ là ở trong những cái quãng ngắn thì nó tạo ra chúng ta những cái moment xoắn để có thể là cảm thấy là nó lanh hơn. Đấy là cái ưu điểm của nó. Và trên này khi mà đi này thì nó sẽ lắc khá nhiều nhá.
đi xe nó sẽ cảm nhận được cái độ xoắn, độ phận của cái thân xe. Quán tính thì đạp lên nó cũng sẽ lên thôi, nhưng mà 70 rồi, 75 này, 77 này, 79 này. Đây cơ bản là như vậy. Đấy, anh em sẽ có thể hình dung được cái khả năng tăng tốc của nó như thế nào. Đấy là một cái video mà trải nghiệm chiếc Wuling Hồng Quang Mini này. Anh em có thể là thích hoặc không thích chiếc xe này, hoặc là anh em có thể là đã có rất là nhiều các cái thông tin về nó rồi, nhưng mà chắc là trải nghiệm lái thì chưa có nhiều. Thế nên là hy vọng là thông qua cái chiếc xe này thì anh em phần nào có thể được trải nghiệm cái cảm giác vận hành của cái chiếc xe này. Nhưng mà có gì hay ho, còn lại thì anh em có thể tự đưa ra những cái nhận xét và đánh giá của cá nhân mình cho chiếc xe này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Hello Xe, và nếu như thích thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.